thức bức tranh đó à? Em cũng không biết nữa. Bức tranh nhìn rất là đẹp, nhưng mà em lại thấy hơi buồn, không hiểu lý do tại sao nữa. Thì người vẽ cảm thấy như thế nào thì khi bức tranh vẽ ra nó có không khí như vậy. Tranh này anh vẽ hả? Tranh anh vẽ, nhà này anh xây, cây ngoài kia anh trồng. Nhưng có vẻ anh chỉ giỏi tạo ra những thứ lạnh lẽo cô đơn, giống như anh vậy. Tổ cha, tình nghĩa thì muốn tát cho cạn, tiền thì muốn gom cho đầy. Cay đắng chút, nhưng mà lỗi của mình cũng không trách gì nhà Liên được. Chỉ trách em chả ra gì thôi. Anh không ngờ bên con Liên là sống cạn tình cạn nghĩa gì vậy. Mẹ bà nó, ít ra phải cho thằng nhỏ thấy mặt ba nó, tối ngày chỉ biết tiền với tiền thôi. Đây chỉ là bà ngoại của con em thôi, chứ Liên không phải như vậy đâu anh. Lỗi cũng là do em mà, để cô ấy khổ. Chỉ hận cái là giờ em nghèo. Vẫn muốn một ngày có thể đàng hoàng đón thằng Tuấn trở về. Em thấy ý nghĩa cuộc đời em ở trong thằng Tuấn này. Thôi được rồi, chuyện đó để anh em mình tính. Uống đi. Em có sao không? Có bị phỏng không? Em không sao. Thôi được rồi, em đi ra ngoài đi, để anh múc cháo cho. Dạ thôi, để em làm luôn cho xong. Thôi được rồi, để anh. Em ra nghỉ đi. Con gái, ở bệnh có ngoan không? Dạ, con ngoan lắm luôn á ba. Con còn được 10 điểm toán ba. Wow, con gái ba giỏi quá. À, Khen, chị có quà cho em nè. Em cảm ơn chị. Cuối tuần, em sắp xếp thời gian đưa Thiên Anh qua đây để cho hai chị nó chơi với nhau nha. Thằng Khang nó cứ mèo nheo, đội chuyện nó hoài à. Dạ, em nghe nè anh. Cô đang ở đâu á? Tại sao á, cuối tuần cũng không có ở nhà. Đã thỏa thuận rồi mà. Dạ, tại Thiên Anh nó nói là nó nhớ ba nó, nên em mới chở nó về nhà. Tôi nói với cô lần cuối, từ nay tới đi á, cuối tuần cô ở nhà với tôi. Nếu cô không làm á, là coi như tôi cho cô không còn lý lẽ gì hết.